Xin chào, các bạn đang đến với chuỗi sự kiện kỷ niệm 11 năm Lotte Mart Việt Nam diễn ra từ ngày 13 tháng 11 đến ngày 26 tháng 11 năm 2019 tại hệ thống siêu thị Lotte Mart trên toàn quốc. Hãy tham gia ngay chương trình Đi tìm triệu phú với thể lệ vô cùng đơn giản như sau. Khi mua sắm từ 300.000 đồng trở lên, bạn sẽ có cơ hội trở thành chủ nhân của giải triệu phú 111 triệu đồng và giải giỏ hàng mơ ước trị giá 11 triệu đồng và các giải thưởng cực kỳ hấp dẫn khác. Kỷ niệm 11 năm Lotte Mart, ai cũng có quà, tri ân khách hàng 11 năm đồng hành, rất nhiều thẻ quà tặng, vé xem phim dành cho khách hàng thành viên với hóa đơn từ 500.000 đồng trở lên. Mua là tặng với hàng trăm sản phẩm kèm quà tặng và nhân 5 điểm tích lũy cực kỳ hấp dẫn. Dầu nành Simply 5 lít tặng kèm 1 chai dầu nành Simply 1 lít. Hạt nêm cờ đôi 900 g tặng 1 chai dầu ăn Happy Cookie 1 lít. Yến mạch nguyên chất A1 400 g tặng 1 gói yến mạch A1 400 g. Hộp thủy tinh Class Lock 1 lít tặng 1 hộp thủy tinh 1 lít. Wow, sản phẩm đồng giá 11.000 đồng, sản phẩm đồng giá 110.000 đồng. Bánh mì mè Hàn Quốc, cà chua cherry dài 250 g, nước giặt Downy vườn hoa biển xanh 2,15 kg và nhiều sản phẩm khác vô cùng hấp dẫn. Mua 2 sản phẩm giảm thêm 11%. Kim chi cải thảo ông Kim 500 g, nước giặt cơm pho thời thượng thanh lịch 2,3 lít. Quà tặng giải nhiệt cuộc sống, nước ép trái cây thạch chile 150 g giá 18.000 đồng, giảm chỉ còn 10.500 đồng một túi. Ngoài ra, các thực phẩm tươi sống cũng đang được khuyến mãi cực kỳ hấp dẫn như nho đen không hạt xuất xứ Mỹ, lê Hàn Quốc, lô 2 nấm kim châm Hàn Quốc, thịt nạc dăm heo, phi lê cá hồi. Chương trình vui mua sắm, vui quà tặng, tặng vé xem phim cho khách hàng thành viên có hóa đơn mua sắm từ 700.000 đồng trở lên trong ngày Tomato Day thứ 3 hàng tuần. Siêu ưu đãi giá hời săn deal trên ứng dụng mua sắm Speedel vào thứ 2 và thứ 5 hàng tuần. Mua hàng với giá cực sốc. Ngoài ra, để tri ân thầy cô giáo, Lotte Mart còn cho ra mắt các sản phẩm hộp quà mừng ngày thầy cô nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Hàng ngàn sản phẩm giảm giá cực sốc lên đến 50% và các chương trình khuyến mãi khác đều diễn ra đồng loạt tại hệ thống siêu thị Lotte Mart trên toàn quốc. Đến Lotte Mart ngay hôm nay để tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn và có cơ hội trở thành triệu phú ngay nhé!